Ai cho đám mẹ sập phía, bà thiên cọng ca nghĩa rì rọt thập bị bá cho một lực thàn khách bởi vì hía, nâng ai cho đám kim rịch thí, áp bị bá khách, phòm tiền ai cho đám lục chùm tiếu chứ cọng rực xa khách, áp bị bá rộng khách, nạc đực nốt mình tì ông có phép chung vinh khách, phòm tiền bột bột sát chật ngay, bàn miên sự thiê chỉ đẹp lá, nông bởi bột sát sát, rồi bà đáp vô bôn cả thần tiên xa mực ký, đồng hai tờ về bật kênh bởi sáng, đại bàn khôn trăm bởi vô xa ở môi trái miếc, nếp bột xây mế, vọt bà sát cục bền. Miền bà sát tờ kênh bởi sáng, nâng bột bà sát nê ọc cát, ngay bì thi đồng hai ông cả thần tiên, nơi thiết tìm mà phải bôn khai tổ lạc cho nàm bì bó nà phải bì. Ai cho đồng mê sập phía, bàn plan còn sát sát đo ca ở rì chùm rán ở bọc bột sát sát, bì sát vọt bà sát cục bền. Ai cho đồng bàn mê chết thà. Bọn cả thần tiên xa mở ký nếp về ní, cứ đâm bay cho rùm và chạy bắn tỏ cỏ sáng nơi xa mặt tập hóa nền nìa, nơi khăn ông vọt cục bến chia bắn tỏ tiết, cả rồi bị bàn ạc khán mình bàn thơ khăn ông ở rìa phê bởi chân năng cân lòng tổ ní, đòi xa bành hạ Covid đập rạm buồn. Ai cho đám ăn được đẳng thà, rồi viên bật chạy nâng ăn ạ chạy, cứ miên tùm nệ tâm nông giang sẵn chưa mùi khí nế. Hai rì rọt thập bị bá bàn chặt tóc bật sạch sá, chia sạch sá ở rù bỏ chiệt. Hai cân lòng mốc, có đối chiếc nực về bạch bẩn, rì rọt thập bị bá, trong cả đực nóm ở rô bò xâm đạch để cho hồn sán, bàn dục chất tục đạn. Tờ lơ vi xay bột đạch chá, rô hột miền cả rì châm rát nực cấp tì cẩn lành. Khi nông ọc ca nịt đá, ai cho đám có bàn thay âm nọc côn tự đo bệnh sáng, đai cân lòng mốc, bàn chô rùm chi mùi rì rọt thập bị bá, khi nông vi xay mần ủs thó. Chia bị xác khi nông phép thamay thamay nịt đá, rô tết Campuchia dường, chụp nơi cổ tực chùm nôn. Ai cho đám các bạn mình tỏ thà, khi nông ở rục bọc khai cờ hóm, bột sạch sạch, nâng sạch sạch đọc tẩy tiết, rơ bán lục bóng bắt, ta đời xa bàm phí mạng cờ ra. Tờ bột sạch sạch, nâng sạch 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 tiết, rơ bán rục lặng vệnh, cờ rộng cả đặc nôm ở rục bò rì rọt thập bị bá sập ngày ní, đã miễn xâm đạch để cho hồn sàn, chia nị dụ ở rộp mình trái, bán đặc nôm rật tế, ôi miễn sọc xoan tiệp thiếp, đã nâng áp hí vót ở hột miễn cả rì chùm rán lực cực vị xài. Ai cho đám có bàn xâm nồm phố đo bình sáng, nâng bột bỏ sát tiền ớt, bắn tóc con trô rì rạch thập bị bá, cọng cả đực nôm ở bó xâm đạch để chỗ, đâm bầy bắn tóc có sáng bật tế dưỡng, ai càng ta rì chùm rán, nâng bỏ cọp đòi sọc xoắn tiệp hiệp. Lúc chúng tiêu cầm xe thả ní, rồi lê khả tí ca có xuồng ọp rông dụ chôn nâng kê lá, bạn anh chơi chị ở thập ở đây bật cả bật cốt như chơi chỉ xa thiên rãn ác. Còn bật thiên bót, ca ham khót sai bản đại cảm phần là tập hồn cường sở văn cực tùm rũng, cực rụp hiếp, nâng nông bật tích ca kê la nâng cần lãnh bật cốt kê la. Bài kỳ chôn tôn chăn đất, mà chắc chơi lệ phí lệnh môi khả nông cam bị thi nị dây chơi xa thiên rãn ác. Đại bị ca ham khót sai bản đại cảm cường sở văn cực tùm rũng, cực rụp hiếp khả nông bật tích ca kê la. Nơi tì cần lãnh kỳ lá, có đôi chìa bè kê chôn chất nam tàng ốc bàn xùm nôn phô ở rì rô thập bí bá, có đôi chìa sát thả bàn bẹp bón. Thua cả hàm khuất, cả sai bàn đạch cam cường sử rô văn khả nông bất tích ca kỳ lá, nâng tì cần lãnh kỳ lá ở bàn chạp rõ hát, tạm tè ai thua bán. Bụt cả hàm khuất, cả sai bàn đạch cam cường sử rô văn khả nông bất tích ca kỳ lá, nâng tì cần lãnh ca bà cốt kỳ lá, bàn ạ nô vọt chốc đôi cả đàn này bỏ tế bà răng, mình ảnh nhát ôi cường sổ văn ổ bật thông bật tế ca kỳ lá lấy. Sổ về đài bỏ tế thay ảnh nhát ôi sai bà nạch cám cường sổ văn tài má nâng nì mật sinh nhá nây cường sổ văn tài bà nốt nâng khăn nông bật tế ca kỳ lá nâng tì cân lái bỏ cốt kỳ lá. Rõ lệ khả tí ca cổ xuồng ổ bà rung dụ bà chôn nâng kỳ lá lô châm tiêu cầm xe thả ní miền bà sạch thá. Cổ xuồng ổ bà rung bàn hàm đại khát. Chúng bố cáo sắp xay bởi nạch cam phê chế trong này ả hà nâng cường sở vấn cổ rộp hết nơi khả nông cử sử thàn sạc xá xa thị rãn nạ tiền ọ. Lúc trong tiêu bệnh trẻ thá, rì rõ thập bị ba đài miền cổ xuông ọp rôm chìa xe nạ thị cá bàn ả nụ vọt ca nghiên tục sát cáo sắp xay cường sở vấn ní mua chùm hiền mặt đón mua chùm hiền mặt đón trẻ đánh cổ xuông ọp rôm xa hạ ca chìm mùi ọng ca cho là nạ đám bay sau gặp hiệp Campuchia. Bà điệp chăm ở miền cảm vị thi nị dây chứa xa thiên rãn ác. Đây bị ca ham khuất cạp sai bản địa cam cường sở vân cực tùm rũng, cực rụp hiếp nơi khả nông bất tích ca kỳ lá, nâng tì cần lãnh bỏ cốt kỳ lá nì. Xong bà chạy thá, nẹ tàu tùa bàn chạy lệ phì lệnh muối nơi khả nông cảm vị thi nị dây chứa xa thiên rãn ác. Đây bị ca ham khuất cạp sai bản địa cam cường sở vân cực tùm rũng, cực rụp hiếp khả nông bất tích ca kỳ lá, nâng tì cần lãnh bỏ cốt kỳ lá.
đại riệp trầm lớn, đòi cơ xuân ốc rông dụ bộ chôn nâng cây lá, xa hạ ca chứ mùi ông ca cho là nà sẽ gặp hiếp đồng bày còn bộ chí ní, lịch mùi bàn tờ lơ bè cây chôn tôn tràn rất. Lịch bì bè khả nê rì lì cầm thị ná, mọc bì vì xe lái đồn bộ sổ, nâng lịch bày dụ bộ chôn vần vụt thí, mọc bì vì xe lái châm non thông mây cục bình. ពូជស្រូវជាង4តោនអង្គរនឹងមីមួយចំនួនរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតិប្រិបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន42គ្រួសារតាមរយៈអាយដាមខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ពិធីចែកពូជស្រូវនិងប្រដំណើរជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង42គ្រួសារនេះបានធ្វើឡើងនៅរាជធានីទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅក្នុងបរិវេណសាលាសង្កាត់បឹងធំខណ្ឌកំបុលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបង្កបង្កើនផលឡើងវិញក្រោយពីស្រូវស្រែរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់នារដូវវស្សាកន្លងទៅខណ្ឌកំបុលរាជធានីភ្នំពេញមានផ្ទៃដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្ម 2,540 ហិកតាហើយក្នុងចំនួននេះផ្ទៃដីសម្រាប់ធ្វើស្រែមានចំនួន640ហិកតាក្នុងចំណោមផ្ទៃដីធ្វើស្រែចម្ការ630ហិកតានេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន94ហិកតាស្មើនឹង40%គ្រួសារស្មើនឹង2ភូមិគឺនៅក្នុងភូមិខ្ចៅនិងភូមិដូនកុកសង្កាត់បឹងធំខណ្ឌកំបុលឯកឧត្តមឃួងស្រេងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថា យើងពិតជាមានផតសំណាងណាស់ដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដោយសម្ដេចជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចពលគឺទីណាមានការលំបាកទីនោះគឺមានសម្ដេចតេជោចោះជួយជានិច្ចជាស្ដែងសម្រាប់ពេលនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រិបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនបានចែកពូជស្រូវអង្គរនិងមីមួយចំនួន ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់បឹងធំនេះតាមរយៈរដ្ឋបាលអរិទ្ធិភ្នំពេញក្រោយពីបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចំនួនទឹកភ្លៀងកន្លងមកនេះអំណោយដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រិបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអរុងគ្រោះទាំង42គ្រួសារនេះពេលនេះគឺក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានពូជស្រូវចំនួន100គីឡូក្រាមអង្ករ1បាវនិងមី1កេសឯកឧត្តមឃុងស្រេងសង្ឃឹមថា ត្រូវពុយតែបានប្រកល់ជូនពេលនេះបងប្អូននឹងយកទៅបង្កបង្កើនផលបានទិន្នផលខ្ពស់ដើម្បីឲ្យជីវភាពគ្រួសារកាន់តែប្រសើរឡើងពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហការនិងការលើកកម្ពស់កិច្ចការសង្គមមនុស្សធម៌រវាងសមាគមអតីតសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជានិងសមាគមមូលនិធិដៃមែនកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីអបអរសាទរទិវាខួប ពីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមធ្យោបាយបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈចំណេះដឹងនិងធនធានមនុស្សបីសមាគមមូលនិធិដៃមែនកម្ពុជាចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា300លានរៀលសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដល់សមាគមអតីតសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពសមាគមនិង4រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយត្រូវជួយដំណឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចាត់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាឬតំណាងរបស់ខ
ដែលបានរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនរបស់សហគមន៍និងសហការីទាំងអស់ពិតជាមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលកន្លងមកបានរួមសហការជាមួយលោកមេស៊ីថុនប្រធានសមាគមអតីតសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាហើយជាពិសេសនាពេលនេះគឺកាន់តែរីករាយដែលសមាគមទាំងពីរបានឈានដល់ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចសហការនិងលើកកម្ពស់កិច្ចការសង្គមមនុស្សធម៌ដោយឈរលើទស្សនៈវិស័យបេសកកម្មនិងគោលបំណងរបស់សមាគម លោកបានបន្តថាថាវិការចំនួន 300 លានរៀលសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពរយៈពេល 5 ឆ្នាំដល់សមាគមអតីតសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ 2023 ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ 2028
លោកមេស៊ីធនប្រធានសមាគមអតីតសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចសហការនេះជាពិសេសថាវិការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពសមាគមលោកបានបន្តថាលោកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកទាំងអស់នឹងប្រឹងប្រែងបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យសកម្មជាងពេលកន្លងទៅនិងសម្រេចឲ្យបានតាមផែនការនិងគោលដៅ ជាពិសេសដោយមានកិច្ចសហការជាមួយសមាគមមូលនិធិដីមែនកម្ពុជាលោកជឿជាក់ថាបេសកកម្មរបស់សមាគមទាំងពីរនឹងទទួលបានជោគជ័យជាក់ជាពុំខាន លោករដ្ឋមន្ត្រីទូតទេសនិកជនព័ត៌មានជាតិចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះខ្ញុំក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា